Chào mình nghe đã quay trở lại với kênh YouTube của HT Camera. Ngày hôm nay thì mình sẽ mang đến cho anh em một chiếc ngàm kẹp. Cái ngàm này có tên là kẹp mỏ vịt CNC. Cái ngàm này có thể giúp anh em kẹp được ở trên tất cả các cái bề mặt mà anh em có thể nghĩ ra, từ bề mặt phẳng đến bề mặt cong hay là cả ống tuýp, kẹp được hết. Anh em hãy cùng mình đi tìm hiểu chi tiết của cái ngàm này nó như nào nhé. Chúng ta có một cái tag từ nhà sản xuất vô dụng. Nhân vật chính của chúng ta đây thì ở trong cái phần ngàm kẹp này các bạn, ở cái phần trong này thì nó sẽ làm bằng cao su để nó có thể ma sát được tốt hơn đó, cao su như các bạn. Và đây là khi mà các bạn kẹp ở trên cái bề mặt phẳng đó thì mình sẽ sử dụng cái này để mình kẹp. Còn khi mà các bạn sử dụng kẹp ở những cái dạng ống chẳng hạn, những cái thứ như dạng ống chẳng hạn, thì anh em hãy kéo cái này lên đó thì nó sẽ thành một cái đường cong, ok chưa? Đó, ở phía trên này thì mình có những cái lỗ để mình gắn những cái arm phụ kiện, cả trên cả dưới đều có lỗ để mình gắn hết nha. Đây, ở trên cái ngàm này thì mình có hai cái chốt. Như các bạn thấy đây, cái chốt thứ nhất này, để các bạn có thể điều chỉnh cái độ rộng của cái ngàm. Đó, to nhỏ này. Đây, khi mà các bạn cảm thấy đủ rồi thì các bạn siết lại. Siết lại thì nó sẽ chỉ gọi là mang tính chất là ngậm hờ như này thôi. Còn đến cái chốt thứ hai này, anh em siết nó lại như này, siết chặt lại. Đó, thì khi này á, thì cái ngàm nó mới kẹp 100% là chặt nha. Tức là cái này chỉ để điều chỉnh độ rộng, còn cái này siết cho chặt. Anh em nhớ nhá. Đó, hơi bị chắc chắn luôn. Đó, cạp chặt như bít bun luôn. Rồi, còn đến với bề mặt cong, anh em cứ việc bẻ cổ lên rồi kẹp một cái bề mặt cong thôi. Ví dụ như anh em có một cái bề mặt cong như này, anh em muốn kẹp lên, ví dụ như kiểu là ki đông xe chẳng hạn, nó cứ mở to ra kẹp vào rồi đóng cái ngàm, đóng vặn chặt cái chốt đầu tiên nha. Đó, xong nó siết cái chốt thứ hai rồi. Rồi luôn, cứng đơ luôn. Đó. Thường thì mình thấy là cái ngàm này á, người ta sẽ đi kèm với cái magic arm. Đây, để mình gắn thử cho các bạn xem luôn. Đây, mình có một cái magic arm. Cái magic arm này thì anh em chỉ có một cái chỗ để siết thôi nha. Khi mà em siết ở đây á thì cái phần đầu ở trên này á, hai cái phần đầu hai bên này luôn, và cái phần ở giữa này nó sẽ tự động cứng lại luôn. Rồi bây giờ mình sẽ gắn cái arm này vào cái lỗ này đây nha. Đó, rồi cứng ngắc luôn. Mình có thể, nếu như các bạn sử dụng GoPro thì các bạn có thể mua thêm một cái cục gắn này để gắn lên cái arm, sau đó mình mới có thể gắn được GoPro vào nha.
Và đây là chiếc ngàm khi mà mình đã gắn GoPro lên nha các bạn. Rất là chắc chắn nha. Rồi, và đây là cái ngàm khi mình kẹp điện thoại vào. Mình mong là video này có thể hữu ích với những anh em nào đang cần tìm những cái phụ kiện để gắn thiết bị quay của mình lên những cái bề mặt hay là những cái phương tiện mà anh em cảm thấy nó khó gắn lên. Thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong video lần sau.